Quan Lê tiết lộ việc bị vua cá coi ghen tuông, 12 giờ đêm đón Mai Thiên Vân nhưng chồng không nói gì. Mới đây tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quan Lê đã lên tiếng về mối quan hệ giữa mình và Hà Thanh Xuân. Nam ca sĩ cũng giải thích lý do đang thân thiết với Hà Thanh Xuân thì bỗng nhiên xa cách, rạn nứt suốt hơn một năm và mới đây mới xuất hiện lại cùng nhau. Anh nói chuyện tôi và Hà Thanh Xuân quen nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau nhưng ông xã của Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể gia đình chồng của Hà Thanh Xuân càng khó khăn, không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải biết thấu hiểu, như vậy mới giữ hạnh phúc bền lâu. Mai Thiên Vân đi với tôi cả ngày cả đêm, 12 giờ đêm cũng đi nhưng chồng Mai Thiên Vân cũng đâu nói gì. 12 giờ đêm tôi xuống lái xe qua nhà Thiên Vân, Mai Thiên Vân bảo tôi tắt đèn xe đi rồi chạy từ trên lầu xuống, cùng tôi ra tận biển. Đi lòng vòng uống cà phê, nói chuyện nhưng chồng Mai Thiên Vân không hề ghen tuông hay nói gì. Chồng Mai Thiên Vân chính là cánh tay phải của Trung tâm Thúy Nga, làm bao nhiêu chương trình cho chúng tôi nên quá hiểu chế showbiz, nhưng vua cá coi lại không phải người trong showbiz nên không hiểu được. Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được. Bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại, dù giữa chúng tôi không có gì. Vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua cá coi, chúng tôi dù thân cũng dần giãn ra, không gặp gỡ nhau nữa, như có sợi dây vô hình ngăn cản chúng tôi vậy. Mãi đến sau này, khi Hà Thanh Xuân và vua cá coi đã chính thức chia tay, Hà Thanh Xuân mới tìm gặp tôi để chia sẻ. Hà Thanh Xuân bảo tôi rằng, anh phải thông cảm cho em, vì em lúc đó còn bên nhà đẻ, rồi nhà chồng nhìn vào, tôi cũng thông cảm, coi như không có chuyện gì, tôi không để bụng làm gì. Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng nhận định, chuyện của giới nghệ sĩ nhiều người ngoài showbiz không hiểu đâu, nhiều người tôi thấy ghen tuông vô cớ. Anh nói, đời tôi chịu khổ nhiều rồi, có tiếng mà không có miếng. Lúc Hà Thanh Xuân chưa chồng ai cũng đồn chúng tôi quen nhau. Đồn một cái Hà Thanh Xuân cưới vua cá coi, tôi không biết gì hết, có miếng gì đâu. Nhưng là người của công chúng, sống trong thời buổi này với mạng xã hội thì phải chấp nhận tin đồn nọ kia. Các trang mạng lúc nào cũng đưa hình ảnh tôi với Hà Thanh Xuân lên rồi đồn sắp cưới nhau, nhưng chúng tôi có cưới bao giờ đâu. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.